Nước trong quá thì không có cá, người giỏi quá thì không bình thường. Nhân vật mà mèo đang muốn nhắc tới chính là anh ba Trả Cú. Thay vì câu cá bằng mồi, anh quyết định biến bản thân mình thành mồi luôn. Liệu ý tưởng lần này của anh ba có thành công hay không và cái kết đang chờ đợi anh là gì? Hãy tiếp tục theo dõi để mèo ú giải đáp cho nhé. Nhưng trước tiên mèo muốn làm một việc quan trọng hơn là trả lời comment của một số bạn ở video trước. Đầu tiên bạn Hàng Khách bình luận, em muốn lái chị. U là trời, fan của mèo dạo này bạo quá nha. Nhưng mà mèo thích. Thế em đã có bằng lái chưa để chị còn biết đường đồng ý nào. Tiếp theo bạn Rồng Đen Gaming bình luận, video chị càng coi càng nghiện, em đánh giá 5 sao luôn. Đọc được comment của em mà chị mừng rớt nước mắt. Hy vọng trong thời gian tới, em vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ chị như này nha. Bạn nào cũng muốn được trả lời bình luận trong những video tiếp theo thì đừng quên nhanh tay comment xuống dưới nhé. Tình cảm của các bạn là động lực to lớn giúp mèo làm ra nhiều video hay và chất lượng hơn nữa. Quay lại với nội dung chính, lúc này chúng ta đã không còn nhận ra anh ba Trả Cú nữa rồi. Vì để thực hiện ý tưởng của mình, anh chấp nhận hóa thân bẹo hình bẹo dạng luôn. Sau khi đã phủ khắp cơ thể một lớp bột thính thơm ngon hấp dẫn, anh tiến ra giữa dòng sông đang chảy xiết. Mèo dám chắc nếu có ai vô tình đi qua sẽ nhầm tưởng anh là người ngoài hành tinh cho mà xem. Thế nhưng thành quả mà anh xứng đáng nhận được nhanh chóng xuất hiện là vô số con cá siêu to khổng lồ. Nhận thấy ý tưởng của anh ba Trả Cú quá là hay ho, anh Thái ở bên này cũng không thể ngồi yên được nữa. Ngay sau đó người ta thấy anh cùng cậu con trai bé nhỏ xuất hiện trên một con thuyền đánh cá. Chào đón họ là người chủ thuyền kiêm hướng dẫn viên du lịch. Biết rõ mục đích hai bố con anh Thái tìm tới là gì nên anh chủ nhanh chóng lấy ra chỗ mồi câu đã được chuẩn bị từ trước. Thế nhưng để công việc đạt hiệu quả tốt nhất, họ cần xác định một vị trí phù hợp thả neo. Dựa theo kinh nghiệm mấy chục năm trong nghề, anh Thái đề xuất cho dừng thuyền tại đây. Bởi anh vừa sử dụng đôi mắt cú vọ của mình và quan sát thấy bóng dáng rất nhiều cá phía dưới. Không thể chờ đợi lâu hơn nữa, mỗi người trên thuyền tự lấy cho mình một chiếc cần câu tâm đắc nhất. Mèo cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi và chúng ta sắp được chứng kiến những màn chiến đấu kịch liệt với thủy quái. Nhưng không các bạn ạ, thực hành nó khác xa lý thuyết. Chờ mãi vẫn chẳng thấy có con cá nào chịu cắn câu, cả đoàn quyết định di chuyển tới một địa điểm mới. Lần này vị trí sẽ do anh chủ thuyền lựa chọn. Còn anh Thái Dối vừa tìm được cho mình thú vui mới. Chỉ thấy anh hô biến, bộ đồ lặn đã yên vị trên người. Trước khi anh Thái kịp thể hiện khả năng ngoi lên lặn xuống thì những con cá đã tự giác tới nộp mạng. Thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Anh Thái vẫn sẽ lao thân xuống nước tìm kiếm xem có con thủy quái nào không. Chẳng nhẽ mặc đồ lên người rồi lại vào thay ra thì mất công quá. Dần hiện ra trước mắt chúng ta là những dạng san hô tươi tốt. Ẩn sau đó là rất nhiều loài cá độc lạ. May mà anh Thái đã quá quen với cảnh này nên dễ dàng phát hiện dấu vết của chúng. Trong lúc anh đang căng cơ đít thít cơ mông ở dưới nước thì cậu con trai ngoan ngoãn chờ đợi trên thuyền. Bất cứ khi nào bố cần giúp đỡ là cậu bé nhiệt tình chạy tới ngay. Đến tận lúc thấy anh Thái đã trên thuyền bé mới yên tâm đi uống nước. Ngoài con trai anh Thái thì còn một nhân vật nữa vẫn cố thủ trên thuyền. Đó chính là anh chủ thuyền kiêm hướng dẫn viên. Do quên mang đồ lặn nên anh chỉ có thể tận dụng tối đa cây cần của mình. Ấy thế mà lại kéo lên tận mấy con cá mới hay chứ. Không chấp nhận chịu thua, anh Thái Dối đã lại xuống nước thêm lần nữa. Lúc này trên tay anh đang nhăm nhăm một cây cung bắn cá chuyên dụng. Bất cứ khi nào thấy bóng dáng con cá xuất hiện là anh sẽ nhắm và bắn thật dứt khoát. Về lý thuyết thì là vậy, nhưng sao thực tế nó lạ lắm. Mặc cho anh đã dồn hết tâm huyết, tập trung cao độ mà vẫn chẳng thu hoạch được gì. Thậm chí anh Thái vã đến mức cá to cá nhỏ gì anh cũng chiến hết. Vậy mà cái kết vẫn là trắng tay. Nếu các bạn đang nghĩ ngần ấy khó khăn đã đủ khiến anh Thái từ bỏ thì nhầm to rồi. Có thể thấy nụ cười anh vẫn nở trên môi và đôi chân thì nhanh thoăn thoắt di chuyển về phía biển. Khoảng 1 phút 30 giây sau, anh ngoi lên trong ánh mắt hồi hộp mong chờ của mọi người. Nhưng thật ra chẳng có con cá nào ở đây cả. Chỉ là anh không biết lượng sức mình nên tí thì xin là xin vĩnh biệt mà thôi. Sau một lúc nghỉ ngơi cũng như nhận được những lời cổ vũ từ phía con trai, anh Thái Dối đã lại vùng đứng dậy. Để đảm bảo an toàn thì lần này sẽ có thêm 2 thành viên cùng lặn xuống hộ tống anh. Mèo đã rất mong chờ rằng ông trời sẽ đền đáp xứng đáng cho sự kiên trì và quyết tâm cao độ của anh Thái nhưng không. Có vẻ hôm nay các cụ nhà anh đi vắng hết rồi nên không ai gánh anh cả. Sau chục lần ngoi lên lặn xuống, thậm chí là suýt mất mạng, anh Thái Dối vẫn chưa có cho mình bất cứ con cá nào. Người ta thường nói, cố quá lại thành quá cố. Vậy nên giải pháp tốt nhất là anh hãy cất bộ đồ lặn đi và cầm chiếc cần câu lên. U là trời, nghe lời khuyên của mèo cái là mọi chuyện nó khác ngay. Anh Thái Dối đã thành công kéo lên những con cá đẹp tuyệt cà là vời. Cậu con trai đứng bên cạnh xem bố làm mà há hốc miệng kinh ngạc. Thì ra đây mới là công việc phù hợp với anh Thái nhất. Làm từ sáng đến giờ mất công đi lặn. Thôi thì coi như một trải nghiệm mới mẻ cho cuộc đời bớt nhàm chán vậy. Biết đâu mai sau anh lại có dịp dùng tới thì sao? Vừa chia sẻ cảm xúc anh vừa lớn tiếng yêu cầu anh chủ thuyền cho ghé vào một hoang đảo bất kỳ. Chưa biết mục đích của anh Thái là gì nhưng mèo thoáng thấy nét hào hứng trên khuôn mặt bé con. Và rồi bằng tất cả những kinh nghiệm sẵn có, anh thành công dựng lên một căn lều nhỏ.
Chưa dừng lại ở đó, tất cả thành viên cùng đoàn sẽ được anh Thái chiêu đãi một bữa hamburger ngon hết ý. Lao động quần quật từ sáng đến giờ nên ai ăn cũng khen ngợi không ngớt. Tiếp đến, mặc dù bản thân anh không phải người câu được nhiều cá nhất nhưng nhiệm vụ chế biến chỗ thịt cá ấy thì chẳng ai dám tranh với anh. Mải làm mải ăn mà trời đã sẩm tối từ bao giờ. Có lẽ đây sẽ là một đêm đi sinh tồn đáng nhớ nhất đời anh. Vừa được có thêm những trải nghiệm mới, vừa được đồng hành cùng cậu con trai bé bỏng. Cứ như thế, cả đoàn cùng nhau đánh một giấc thật ngon tới sáng hôm sau. Trước khi ra khỏi lều, hai bố con anh Thái đã có khoảng thời gian chơi đùa ít ỏi. Đi cùng bố vui thế này bảo sao cậu bé đòi đi cho bằng được. Sau màn vận động sương sương thì anh Thái là người bước ra ngoài đầu tiên. Phải công nhận không khí ngoài hoang đảo thoáng mát hơn hẳn so với thành phố nơi anh sống. Nếu không vì gánh nặng cơm áo gạo tiền thì anh và gia đình đã chuyển hộ khẩu tới đây từ lâu rồi. Quay lại với thực tại, công việc đầu tiên mà anh Thái nghĩ tới chính là nấu đồ ăn sáng. Trong lúc đợi đồ ăn chín, anh đi dạo quanh một vòng xem có gì hay ho không. Đồng thời đây cũng là thời điểm lý tưởng để tập thể dục chuẩn bị cho một ngày dài kế tiếp. Một lúc sau khi ăn sáng xong, cả đoàn rủ nhau thử sách cần đi câu. Thật bất ngờ và thật tình cờ, một con cá xuất hiện và nhanh chóng trở thành bữa trưa. Đúng lúc anh Thái đang suy nghĩ không biết kiếm ăn kiểu gì thì đồ ăn lại tự tìm tới mới hay chứ. Tổng kết lại, chuyến thám hiểm kết hợp với sinh tồn lần này của hai bố con anh Thái và những người bạn đã có một cái kết viên mãn. Bây giờ là lúc anh nên trở về với cuộc sống thường ngày rồi. Sợ rằng ở lại lâu quá sẽ khiến anh quên mất đường về. Không mất quá nhiều thời gian, căn nhà thân yêu đã hiện ra trước mắt. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta phải chia tay anh Thái từ đây thôi. Nếu muốn biết địa điểm dừng chân tiếp theo của anh là ở đâu thì các bạn chịu khó chờ đón các video sau nha. Tới với nhân vật cuối cùng của ngày hôm nay, không ai quá xa lạ mà đó chính là anh Hải Gióng. Nếu là một người thường xuyên theo dõi các video của Mèo Ú Review, các bạn sẽ thấy anh Hải rất hay ra ngoài nghịch ngu, mà cụ thể ở đây là săn bắt những sinh vật độc lạ. Thế nhưng lần nào anh cũng lựa chọn những vị trí không được bình thường cho lắm. Nào là bể nước bỏ hoang gần nhà, rồi thì cái ống cống nhiễm phóng xạ ô nhiễm trầm trọng. Tuy nhiên cái kết bất ngờ là anh luôn đem về những chiến lợi phẩm được của nó. Muốn biết hôm nay liệu anh có còn may mắn thế không thì hãy để thời gian trả lời nhé. Chỉ thấy hiện tại, anh Hải vừa dắt chúng ta tới bên cạnh một thùng nhựa tương đối lớn. Phía trong đó vừa là bèo, vừa là nước. Và dĩ nhiên không thể thiếu sự trú ngụ của vô số loài cá. Để đưa các em nó ra ngoài nói lời chào thì anh Hải sẽ cần tới một cây vợt chuyên dụng. Đây là vũ khí mà anh tâm đắc nhất suốt từ hồi bắt đầu làm nghề đến giờ. Vừa đơn giản gọn nhẹ nhưng hiệu quả đem lại cực kỳ tốt. Bằng chứng là chưa gì nó đã thu phục được một con cá ăn thịt đáng sợ. Cứ tưởng anh Hải sẽ ngỡ ngàng bật ngửa khi thấy sự xuất hiện của sinh vật ấy nhưng không. Nét mặt anh vô cùng bình tĩnh thả con cá vào xô. Ở lần vớt tiếp theo, anh vô ý làm sổng mất một con cá khá lớn. Chắc mẩn là do chỗ bèo này cản trở nên anh nhanh tay lấy bớt ra. Khi mặt nước đã thông thoáng hơn, thực sự có thêm một con cá xuất hiện. Em nó chính là nguồn động lực to lớn giúp anh tiếp tục công việc đang dang dở. Có bạn nào bị ấn tượng sâu sắc bởi con cá trê mà anh Hải đang cầm giống mèo không? May mà gặp được anh Hải tốt bụng chứ rơi vào tay các báo thủ Việt Nam thì em nó xác định là vào nồi rồi. Tuy nhiên anh cũng chỉ dành ra vài phút để cho con cá lên hình thôi. Bởi phía trong kia vẫn còn rất nhiều ứng cử viên sáng giá đang chờ đợi. Điển hình là một con cá siêu nhỏ tí hon. Do nó đang cố gắng bám víu vào tảng đá này nên các bạn chưa thấy ngay đâu. Phải mất một lúc anh Hải mới lấy nó ra được. Ngay sau đó, có thêm sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt mà mèo nghĩ ai cũng sẽ thích. Đó là chị Thu Dẩm, người yêu của anh Hải Gióng. Người đâu mà vừa ngon, à nhầm ngoan ngoãn lại chăm chỉ thế này. Mèo là con gái nhìn còn mê chưa nói gì các anh trai. Dự là anh Hải sẽ phải rất cố gắng để giữ cô người yêu bé nhỏ đây. Ngoài sự xinh đẹp ra thì chị Thu cũng rất mát tay. Bằng chứng là ngay ở lần đầu tiên chị đã vớt lên một con cá bạch tạng. Đối với anh Hải như thế là quá đủ rồi. Bây giờ chị Thu có thể dừng tay và ngồi một chỗ nghỉ ngơi chờ anh xong việc. Nhìn chị phải lao động tay chân anh xót hết cả ruột gan. Không chỉ riêng anh Hải đâu mà mèo cũng thấy thế. Một người con gái xinh đẹp vẹn toàn như chị Thu xứng đáng được đem đặt vào tủ kính trưng bày. Vừa làm vừa nghĩ về cô người yêu, anh Hải thấy năng suất hơn hẳn. Cứ như thế một con cá da trơn được anh kéo lên. Thấy kích thước của con cá mà anh không tin vào mắt mình. Theo những gì anh tìm hiểu được thì đây là loài cá trê nước ngọt tương đối quý hiếm. Nếu đem đi đấu giá thì tiền triệu là ít. Phen này anh Hải vớ được món hời rồi ông giáo ạ. Đang đà thuận lợi, anh quyết định hy sinh bản thân nhảy hẳn vào thùng nước cho thiên hạ trầm trồ. Lúc đầu do chưa quen thân nhiệt nên anh thấy khá lạnh. Tuy nhiên vận động một lúc là lại nóng ngay. Công nhận màn chơi lớn của anh Hải hoàn toàn đúng đắn. Vì từ đó về sau, anh vớt phát nào là trúng phát ấy. Thậm chí còn trúng đậm nữa là đằng khác. Cái thùng dần bị anh càn quét không còn nhiều cá như trước. Nhưng sự thật là bọn cá này không sinh ra và mất đi. Chúng chỉ chuyển từ thùng này sang thùng của anh Hải mà thôi. Ở những lần gần cuối, anh phát hiện thấy rất nhiều cá rô. Loài cá không quá hiếm có khó tìm nhưng được cái thịt ngon hết nước chấm luôn. Đấy là mèo tự khẳng định chứ anh Hải Gióng chưa ăn bao giờ nên không biết.
vốn là người có tình yêu động vật bao la vô bờ bến, đặc biệt là đối với loài cá, nên từ bé đến giờ, anh chưa từng sát sinh bất cứ con cá nào. Quay lại với thực tại, khi cảm thấy thùng nước đã sạch trơn, anh nhanh chân đem hết chỗ cá trước đó về thả vào bể của mình. Nếu các bạn thắc mắc thì ở nhà anh chỉ có xương xương vài chục cái bể đựng cá mà thôi. Cứ khi nào bể đầy là anh lại chi tiền ra dựng bể mới. Thế mới thấy một khi đã đam mê, anh Thái sẽ chịu chơi cỡ nào. Đang kiểm kê lại số cá đã bắt được, anh bỗng phát hiện mình để quên chị Thu lại chỗ cũ rồi. Do đó anh ba chân bốn cẳng quay trở lại đón người yêu. Đến nơi mới thấy chị vừa vớt thêm được một con cá coi nước ngọt. Sau chiến lợi phẩm này, anh Hải càng thấy yêu chị thêm gấp bội. Trước khi cùng nhau trở về nhà để vun đắp tình cảm, anh không quên mở van để xả hết nước ra ngoài. Như vậy có thể kiểm tra được chính xác xem còn con cá nào sót lại không. U là trời, trong lúc anh đang đặt vợt canh ở đầu vòi nước thì bất thình lình có con cá xuất hiện. Do thời gian gấp rút nên anh chưa kịp tìm hiểu danh tính em nó là gì. Thế nhưng điều đó đâu còn quan trọng. Một khi đã rơi vào tay anh Hải gióng thì con cá có chạy bằng trời. Lúc nào trở về anh từ từ tìm hiểu cũng chưa muộn. Sinh vật kế tiếp vừa xuất hiện là một con cá sọc. Không chỉ một mà anh thấy dưới đáy thùng nước có mấy con cùng loài. Chỉ cần thu gom nốt bọn này là chuyến săn bắt của anh thành công xuất sắc rồi. Vậy là ngày hôm nay, chúng ta đã được cùng anh Hải gióng trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Các bạn có cảm nghĩ gì đặc biệt không và thấy ấn tượng với con cá nào nhất? Nhớ để lại ý kiến dưới phần bình luận cho Mèo biết với nha. Còn bây giờ đã tới lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt, nhường lại không gian riêng tư cho đôi chim sẻ rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.